Xin chào các bạn, sen là một loài thực vật từ lâu đã rất quen thuộc với người Việt Nam và gần đây sen còn được chọn như là quốc hoa. Vì cây sen đó thì rất quen thuộc đối với người nông dân Việt Nam nè. Từ hoa sen thì người ta dùng để trưng bày, dùng để ướp trà, rồi phần hạt sen phía bên trong thì dùng để nấu chè hoặc là để nấu một số món ăn khác. Phần tim sen, tức là phần phía bên trong hạt sen đó, thì được coi như là một vị thuốc để mà an thần. Ngoài ra, hương thơm của cốm làng Vòng càng nồng nàn, càng đượm hương là chính nhờ gói trong những chiếc lá sen như thế này. Còn phần ngó sen non như thế này thì người ta thường sử dụng để mà trộn gỏi nữa. Các bạn thấy như vậy, cây sen người ta sử dụng hết tất cả các bộ phận. Riêng cả cái phần củ sen cũng có thể sử dụng như là những món ăn để hầm chung với sườn, với giò heo hoặc là để làm món gỏi cũng rất là ngon. Và trong ngày hôm nay thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với các bạn một món ăn, một món cơm mà chúng ta sẽ thực hiện chung với phần hoa sen. Nếu các bạn đã quen với lại món cơm hấp lá sen mà chúng ta sử dụng lá để mà gói phần cơm và đem hấp chín, thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một món cơm cách điệu với hoa sen làm nguyên liệu chính và là chủ đề cho món ăn. Đó là món cơm hoa sen. Để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị một lon gạo thơm và chúng ta hấp chung với cánh hoa sen. Để phần cơm hoa sen này thêm thơm ngon và có vị béo thì các bạn sẽ sử dụng một ít nước cốt dừa. Trong quá trình chúng ta nấu, các bạn sẽ rưới đều nước cốt dừa để tạo nên độ bóng và vị béo cho món cơm. Ngoài ra các bạn sử dụng khoảng 100g hạt sen tươi chúng ta luộc chín, nửa củ cà rốt, khoảng 50g chảo quế, 20g xá xíu, một ít tỏi băm và khoảng 50g tôm sú tươi chúng ta bóc vỏ và cắt hạt lựu. Ngoài ra các bạn cũng chuẩn bị những gia vị thông thường khác. Đầu tiên thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu cái cách thực hiện phần cơm này, tức là nguyên liệu chính. Chúng ta vo gạo cho thật sạch. Sau đó các bạn sẽ cho gạo vào nồi và chúng ta cho nước vừa xăm sắp hơi khô một chút xíu. Đồng thời các bạn ngắt những cánh hoa sen và các bạn cho chung vào với nồi cơm. Khi chúng ta nấu cơm như bình thường như vậy thì thỉnh thoảng các bạn rưới thêm nước cốt dừa vào để tạo nên độ béo. Và khi cơm chín, các bạn nhìn thấy sửng cơm có những cánh hoa sen như thế này sẽ tạo nên một cái mùi hoa sen thoang thoảng rất là thơm cho món cơm. Đối với món cơm gói lá sen của người Huế thì mùi thơm thoang thoảng và cơm rất là thanh. Nhưng món cơm này hơi có vị béo của nước cốt dừa cho nên nó hơi mang đặc điểm của các món ăn miền Nam nhiều hơn. Kế đó thì các bạn sẽ chuẩn bị sang đến các nguyên liệu còn lại. Phần hạt sen thì các bạn sẽ chừa lại khoảng 10 hạt để chúng ta trang trí trong giai đoạn cuối cùng. Còn lại thì chúng ta dùng tay chúng ta bóp thật là nhuyễn phần hạt sen này. Chúng ta bóp thật là nhuyễn, thật là mịn. Món cơm hoa sen này thì có đặc điểm thứ nhất là chúng ta đã hấp chung với lại cánh hoa sen, cho nên cơm đã có hương vị thơm nhẹ của nước cốt dừa rồi của cánh hoa sen. Thêm nữa là chúng ta sẽ bóp nhuyễn phần hạt sen này, chúng ta trộn chung vào với cơm để khi thưởng thức thì thực khách ngoài mùi vị béo nhẹ của hạt cơm thì còn có vị bùi bùi của những hạt sen lẫn ở trong đó. Rồi sau khi mà chúng ta bóp nhuyễn phần hạt sen này rồi thì các bạn sẽ rải đều phần hạt sen mà đã được bóp nhuyễn này, rải đều vào cơm. Và các bạn sẽ dùng đũa để chúng ta xới đều cho hạt sen lẫn với lại cơm. Chúng ta xới đều cơm lên. Cơm thật là thơm, khi mà các bạn nấu bằng nước cốt dừa các bạn sẽ cảm nhận là vị béo và đặc biệt là mùi thơm của nước cốt dừa cũng như là mùi thơm của hoa sen trong đó. Giai đoạn kế thì chúng ta sẽ cắt sang đến nguyên liệu cà rốt. Cà rốt thì các bạn cắt hạt lựu thật là nhuyễn. Thông thường thì với các món ăn đó, đặc biệt là các món cơm thập cẩm thì người ta thường hay sử dụng cà rốt ở trong đó. Cà rốt khi cho vào món cơm sẽ tạo nên màu sắc đẹp mắt cho món ăn, đa dạng thêm thành phần dinh dưỡng của thức ăn và đặc biệt là sẽ tạo nên vị giòn giòn. Khi chúng ta ăn cơm chúng ta sẽ cảm giác là không ngán với những loại củ này khi mà chúng ta cho vào. Cà rốt thì cung cấp chất xơ cho cơ thể, ngoài ra là cung cấp tiền sinh tố A cũng như là các loại vitamin khác, cho nên là khi chúng ta sử dụng cà rốt cho món ăn thì rất tốt cho sức khỏe. Kế đó thì các bạn sẽ cắt hạt lựu đến phần chả quế. Khác với chả lụa là chỉ làm bằng giò sống, còn đối với chả quế thì người ta sẽ trộn thêm một ít bột quế trong quá trình chế biến. Do đó khi mà ăn miếng chả quế sẽ có cái cảm giác thơm nhẹ, mùi quế rất là dễ chịu. Chúng ta cũng cắt hạt lựu ra đối với phần chả quế này.
trong các món ăn của Việt Nam đó thì đặc biệt là có món cơm, người ta sẽ sử dụng là loại cơm trộn hỗn hợp với lại nhiều nguyên liệu khác nhau. Khác với món Huế thì nguyên liệu thường là sẽ đơn giản, sẽ ít hơn và thanh hơn. Còn các món cơm của người miền Nam thì thường nguyên liệu rất là phong phú và đa dạng. Và cuối cùng là nguyên liệu xá xíu. Thịt xá xíu khi cho vào sẽ tạo nên màu đỏ đẹp cho món ăn. Các bạn sẽ sắc lát mỏng, chứ chúng ta không có sắc hạt lựu như là những nguyên liệu khác. Các bạn sắc lát mỏng những miếng xá xíu như thế này. Khi trộn vào cơm thì sẽ lẫn những miếng xá xíu màu đỏ, trông sẽ rất là đẹp mắt. Chúng ta sẽ cho xá xíu ra đĩa. Các bạn có thể mua xá xíu được chế biến sẵn ở các hàng bán thịt quay, heo quay đó. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể thực hiện xá xíu tại nhà rất là đơn giản. Các bạn mua một miếng thịt thăn chuột, người ta gọi là thăn chuột, có nghĩa là phần thịt thăn ở trong con heo là phần thăn nội, thịt rất là mềm và toàn là nạc. Mua về chúng ta sẽ ướp gia vị với lại một chút ngũ vị hương, muối, tiêu, đường, bột ngọt. Và đặc biệt là các bạn sẽ ướp thêm một loại bột gọi là bột xá xíu. Đây là một loại gia vị đặc biệt, có màu rất là đẹp và mùi thơm đặc trưng. Ướp vào chúng ta để khoảng chừng 3 đến 4 tiếng cho thật thấm gia vị. Sau đó chúng ta cho vào lò nướng và nướng chín. Rất là đơn giản. Sau khi nướng chín chúng ta đã có một thanh xá xíu với màu sắc và mùi vị y như là xá xíu mà chúng ta mua ở chợ. Phần tôm thì các bạn sẽ lột vỏ và chúng ta cắt hạt lựu. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp để chúng ta trộn đều những nguyên liệu này. Các bạn đặt một cái chảo lên bếp, chúng ta bật bếp lên để cho chảo nóng. Như Diệu Thảo giới thiệu từ lúc nãy thì món cơm gói lá sen là một món cơm thuộc vào loại cơm cung đình của người Huế, thì nấu rất thanh và tất cả các nguyên liệu sẽ được gói chung với lá sen và đem hấp chín. Nhưng đối với món cơm hoa sen này thì chúng ta sẽ trộn đều nguyên liệu và chúng ta đặt lên chảo để đảo sơ qua để cho các nguyên liệu nó thấm gia vị và hạt cơm sẽ đậm đà hơn. Các bạn sẽ cho vào chảo khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn, chúng ta cho hơi ít dầu ăn một chút thôi để hạn chế độ béo trong món ăn. Vì cơm khi chúng ta nấu các bạn đã sử dụng nước cốt dừa để chúng ta rưới vào cơm cho nên cơm đã có vị béo nhẹ rồi. Do đó trong quá trình chúng ta xào này chúng ta sẽ giảm tối đa lượng dầu để món ăn không bị quá béo. Chờ cho dầu nóng thì các bạn sẽ lần lượt chúng ta cho phần tỏi băm vào phi vàng. Tôm chúng ta sẽ xào cho chín. Kế đó chúng ta tiếp tục cho cà rốt. Cà rốt cắt hạt lựu thì sẽ rất là nhanh chín cho nên chúng ta cho tôm vào đảo đều với chả quế và xá xíu. Cuối cùng chúng ta cho cơm đã được nấu chín đó vào trộn đều. Như vậy là xong. Các bạn nhớ lưu ý là chúng ta cho cơm vào và chỉ đảo đều thôi chứ không chiên, không làm cho hạt cơm bị săn lại, bị cứng lại thì sẽ mất ngon. Bây giờ dầu trong chảo đã nóng rồi, các bạn sẽ cho tỏi vào. Chúng ta cho vào khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm thôi. Các bạn nhớ lưu ý là lượng gia vị cho món này chúng ta không cho quá nhiều, không cho quá nồng. Vì nếu mà quá nồng sẽ làm át mất đi mùi thơm nhẹ của cánh hoa sen. Vì hoa sen thì có mùi thơm rất là nhẹ nhàng. Trong các món ăn về sen á, thì thường là người ta sử dụng các loại củ, phần củ sen thì hoặc là ngó sen thì người ta sử dụng để làm món gỏi là phổ biến. Còn đối với cánh hoa sen thì chủ yếu là để ướp cà thôi. Nhưng mà người ta rất là ít làm món ăn từ cánh hoa sen. Nhưng đối với món ăn này thì chúng ta sẽ sử dụng cánh hoa sen cho món cơm, cho nên món cơm sẽ có một cái hình thức trình bày khá là đặc biệt. Và khi tỏi đã vàng thơm rồi, các bạn sẽ trút phần tôm này vào. Chúng ta đảo đều và xóc tôm lên để tôm chín. Khi mà tôm mới cho vào, các bạn nhìn thấy là từ trạng thái là tôm có màu hơi trong trong và xanh của thịt tôm tươi bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam như thế này là tôm bắt đầu chín nè. Các bạn xóc đều để cho tôm chín. Kế đó chúng ta sẽ cho tiếp phần cà rốt vào. Cà rốt vào chúng ta đảo đều. Sau đó các bạn sẽ cho thêm vào khoảng 1 muỗng canh nước để cho phần tôm và phần cà rốt này chín kỹ. Các bạn nhớ lưu ý là giai đoạn này chúng ta chỉ cho thêm khoảng 1 muỗng canh nước thôi. Chúng ta không cho quá nhiều nước vì sẽ làm cho phần nhân nhão ra. Và như vậy khi chúng ta cho cơm vào trộn thì cơm sẽ bị chảo đi mất ngon. Chúng ta chỉ cho một tí nước vào thôi. Việc mà cho nước vào trong quá trình xào đó thì còn tùy theo nhiệt độ của bếp. Nếu mà bếp rất là nóng thì chúng ta phải cho một chút nước vào để giảm nhiệt. Còn nếu mà trường hợp bếp không nóng lắm thì như vậy trong quá trình xào chúng ta không cần cho thêm nước. Như vậy việc tăng lửa
hay là cho thêm nước là còn tùy theo nhiệt độ của bếp mà chúng ta đang thực hiện. Khi đã xào chín phần tôm với cà rốt rồi, các bạn sẽ trút hết phần chả quế và xá xíu vào, chúng ta xóc đều. Bây giờ chúng ta sẽ không nêm gia vị gì vào cả. Nếu các bạn muốn đậm đà, chúng ta có thể cho một chút xíu hạt nêm hoặc một chút muối thôi. Và các bạn nhớ lưu ý, một chút hạt nêm thôi, rất ít. Tại sao vậy? Vì trong món ăn của chúng ta sử dụng hai nguyên liệu là chả quế nè và xá xíu. Đây là hai nguyên liệu đã được nêm gia vị vừa rồi. Chỉ còn có tôm và cà rốt với lượng rất ít vậy thôi, thì các bạn không nên cho nhiều gia vị, sẽ làm cho món cơm chúng ta bị quá đậm. Và bây giờ cuối cùng, khi các nguyên liệu này đã được xào chín đều rồi, các bạn sẽ trút phần cơm vào. Chúng ta trút hết phần cơm mà đã được hấp với lại nước cốt dừa và với sen. Có một chút phần cháy nhẹ ở phía bên dưới sẽ làm cho hạt cơm săn và thơm hơn thôi. Vì khi các bạn nấu cơm mà với nước cốt dừa đó, bao giờ cũng vậy, nước cốt dừa thì có độ béo. Cho nên khi chúng ta rưới vào ở phần đáy chảo sẽ hơi xém xém, giòn giòn một chút. Nhưng chính chi tiết đó làm cho cơm thêm thơm và thêm ngon. Các bạn đảo đều lên. Và khi đảo đều lên như thế này, cơm hòa đều với các nguyên liệu là chúng ta tắt bếp. Các bạn nhớ lưu ý, chúng ta không chiên lâu trên bếp vì sẽ làm cho hạt cơm khô và không ngon. Và khi đảo đều như thế này, hạt cơm vẫn còn độ mềm mại, vẫn còn độ béo của nước cốt dừa và đặc biệt là hương thơm thì tuyệt vời. Sau khi chúng ta đã trộn đều cơm với lại các nguyên liệu rồi, các bạn sẽ tiếp tục đến phần cuối cùng, đó là phần trang trí. Đây là một món cơm có tên gọi rất là dễ thương, cơm hoa sen, cho nên phần trang trí nhất định là các bạn sẽ phải có những cánh hoa sen hồng hồng ở bên trong đó. Đơn giản nhất thì ngày xưa đó, Diệu Thảo làm món này rất là lâu rồi, cách đây cũng phải 20 năm rồi, thì lúc trước đây Diệu Thảo trang trí theo kiểu là chúng ta sẽ cho những cánh hoa sen đi thành một vòng tròn ở bên ngoài rìa dĩa. Và chúng ta úp một bát cơm ở trên và chúng ta gắn hoa sen lên trên, giả như là một đóa hoa sen rất là lớn. Tuy nhiên là hiện nay cách trang trí đó thì nó không còn hợp với lại khuynh hướng hiện nay. Thì người ta thường hay trang trí có chiều hướng là bất cân đối một chút xíu. Cho nên chúng ta sẽ thay đổi cái cách trang trí để có vẻ hiện đại hơn. Và như vậy thì Diệu Thảo sẽ đặt một cái cánh sen nhỏ, một cái hoa sen nhỏ lên trên đĩa tròn trắng. Và trang trí thêm với lại hai nhánh ngò tây ở hai bên. Phần lá sen thì chúng ta sẽ dùng đĩa, chúng ta úp lên trên cái lá sen như thế này và chúng ta cắt một vòng tròn. Các bạn cắt một cái vòng tròn như thế này để chúng ta có một phần lá sen. Các bạn sẽ đặt cái phần lá sen này lên trên đĩa như thế này. Sau đó chúng ta sẽ múc phần cơm này ra chén. Múc tất cả cơm và các nguyên liệu từ tôm nè, chả quế nè, một ít xá xíu nè. Và chắc chắn là trong cơm này đã được trộn đều với lại những hạt sen mà chúng ta tán nhuyễn rồi. Với lại một vài cái cánh hoa sen để tạo nên hương vị đặc biệt cho món cơm. Sau đó chúng ta dùng muỗng, chúng ta ém chặt phần cơm này xuống. Cho thêm một ít cơm vào. Ém chặt xuống. Trong khi làm thao tác này thì các bạn biết không, mùi của nước cốt dừa bốc lên rất là thơm, rất là hấp dẫn. Đặc biệt là đối với món cơm hoa sen thì mùi thơm của nước cốt dừa cùng với lại mùi thơm của hoa sen sẽ làm cho người thưởng thức ngất ngây với món cơm này đây. Và bây giờ thì Diệu Thảo sẽ úp phần cơm hoa sen này ra. Và chúng ta sẽ đặt đĩa này ra. Cuối cùng thì chúng ta sửa lại phần hoa sen một chút xíu. Và Diệu Thảo sẽ đặt thêm hai cánh hoa nằm ở hai vị trí này nữa. Cho thêm một vài hạt sen để tạo nên điểm nhấn cho món ăn. Và cuối cùng thì đặt lên trên một nhánh nhỏ để tạo nên màu xanh cho món cơm. Như vậy là món cơm sen đã hoàn tất. Các bạn dọn lên bàn ăn và mời cả nhà cùng thưởng thức món cơm sen với mùi thơm thoang thoảng của những cánh hoa sen, với vị béo nhẹ của nước cốt dừa, cùng với sự phối hợp rất là đa dạng của các nguyên liệu. Đây thật là một món ăn hoàn hảo và đầy đủ chất dinh dưỡng. Chắc chắn là các thành viên trong gia đình các bạn sẽ hài lòng với món cơm ngày hôm nay.